Liên quan đến thông tin y tế, thưa quý vị, nhằm triển khai thông tư số 11 của Bộ Y tế quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An yêu cầu Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan và các địa phương phát động phong trào thi đua xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại các cơ quan, địa phương, tổ chức công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm về việc thực hiện quy định tại các địa điểm cấm hút thuốc lá, đồng thời thành lập hội đồng xét tặng giải thưởng môi trường không thuốc lá để tổ chức xét tặng cho các tổ chức cá nhân đạt tiêu chuẩn trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của người dân trong phòng chống tác hại của thuốc lá, nâng cao sức khỏe cộng đồng.